Thưa đồng hương quý mến, sau đây là phần thông báo quan trọng. Đối với Thánh Gióng chúng cháu thì cái gì cũng quan trọng hết, tại vì tất cả mỗi ngày, từng hơi thở trong cuộc đời, cuộc sống chúng ta, tất cả những gì xung quanh chúng ta đều có đóng những vai trò quan trọng lắm, mà con người chúng ta cần để ý chút xíu, rồi học hỏi, rồi cảm nghiệm cũng như chứng giám tất cả những gì xung quanh chúng ta, cũng như tất cả những người mà chúng ta gặp hàng ngày. Đặc biệt lắm, có những sự việc mà có những người, cũng như có những sự việc mà chúng ta chỉ gặp trong đời một lần thôi, không gặp lần thứ hai. Đồng bào có ý là có những lúc mà chúng ta đi đường, chúng ta gặp một người nào đó, rồi suốt cuộc đời nữa không bao giờ gặp cái người đó lần thứ hai. Đồng bào có ý điều đó không? Bởi vậy mỗi khi mà chúng ta gặp một người nào đó, một nhân vật nào đó, hay là gặp một cảnh vật nào đó, hay là gặp một cái sự vật nào đó hàng ngày trong đời sống chúng ta, chúng ta hãy để ý chút xíu, chúng ta hãy nhìn bằng cặp mắt thành tâm, và cũng như là chú tâm cho nhau, kể như là quan tâm đó, để rồi chúng ta sẽ không hối tiếc là ước gì phải lúc đó mình gặp cái người đó, hoặc là trong khung cảnh đó, sự việc đó, mình cư xử một cách thanh thản nhẹ nhàng, và cũng như là tốt lành, cũng như đầy ý nghĩa, cũng như hết lòng với nhau hơn. Đồng bào có ý điều đó không? Tôi biết chắc chắn đồng bào biết. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, sau đây thì ý sư Thánh Gióng trang trọng giới thiệu cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, những ai ước ao có được làn da tươi sáng và khỏe mạnh thì hãy dùng kem dưỡng da và trị da, một trong những loại tốt nhất trên thị trường thế giới, mà giá cả thì rất là nhẹ nhàng, bởi vì đồng bào chúng ta, đồng hương chúng ta được mua với giá wholesale, tức là sát giá. Vâng, đây là một tin vui, bởi vì ý sư Thánh Gióng chúng tôi vừa được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng chữa lành, tức là linh điển Thánh Gióng là lúc nào cũng khỏe mạnh, không có bệnh hoạn gì hết. Nhưng mà cái bản thể này thì mệt quá. Và Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã cho nghỉ ngơi được khoảng một thời gian. Nhưng mà trong lúc nghỉ ngơi đâu nghỉ ngày nào đâu, ngày nào không phải làm việc thế cho đồng bào hết, thành ra cũng mệt lắm. Nhưng mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng lại bơm sinh khí của Ngài cho Thánh Gióng khỏe mạnh, bản thể này. Thành ra bây giờ làm lương y trở lại, tức là trị da. Và đặc biệt thì Thánh Gióng chúng cháu chúng tôi trị những căn bệnh phải nói là nặng nhất, tức là những căn bệnh ví dụ như bị nám, bị nhăn, bị sệ, bị mụn nặng, thật nặng. Và những cái căn bệnh mà da hư hao nặng nề thì chúng tôi là những người có nhiều kinh nghiệm, cũng như có nhiều bằng cấp phát minh. Thánh Gióng, y sư Thánh Gióng chúng tôi có trên 16 bằng cấp chuyên môn trị da và dưỡng da, cũng như những bằng phát minh, những phương pháp tuyệt vời, tuyệt vời nhất. So sánh ở ngoài thì tuyệt vời lắm, để mà trị da và dưỡng da, giúp cho làn da chúng ta được toàn hảo hơn. Vì thế đồng hương, đồng bào quý mến của chúng ta, những ai ước ao có được làn da tươi sáng và khỏe mạnh thì hãy liên lạc với y sư Thánh Gióng chúng tôi, sẽ tận tình
giúp đỡ cho quý vị. Và chúng tôi có thể dùng một chữ để mà mình nói thẳng luôn là quảng cáo cho nó vui nhà, vui cửa, vui vui tiệm, vui business, vui vui tai. Tức là bảo đảm tốt nhất, nhanh nhất và ít tốn kém nhất. Bởi vì chúng tôi làm bằng lương tâm, tận tình. Và đồng thời chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm. Và đương nhiên chúng tôi nhìn nhận những khách hàng đến với chúng tôi là chi thể của cha trời Thượng Đế toàn năng dẫn dắt đến để mà chúng tôi có dịp phục vụ cho quý vị. Thành ra chúng tôi sẽ nhận diện những khách hàng, bất cứ ai đến với chúng tôi, đó là chi thể, một phần chi thể của cha trời Thượng Đế toàn năng. Thành ra chúng tôi vô cùng quý mến và kính trọng quý vị, và chúng tôi sẽ phục vụ bằng hết lương tâm nghề nghiệp của chúng tôi, tức là sẽ giúp cho quý vị có được làn da tươi sáng, khỏe mạnh, hết nám, hết nhăn, hết mụn, vân vân và vân vân. Vâng, đó là những gì mà tin vui mà thánh giống chúng tôi, y sư thánh giống chúng tôi cần thông báo cho toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta được biết. Thành thật cảm ơn đồng bào. Và sau đây là phần trả lời của một số khách hàng. Đồng bào hỏi là con tôi bị mụn bọc lâu ngày quá và nhiều quá, làm cách nào để cho mau hết? Vâng, kính thưa quý vị, mụn bọc là một loại mụn rất là độc hại, bởi vì có thể tàn phá da của chúng ta, phải nói là để lại những vết thẹo phải nói là lớn lắm. Và đồng thời loại mụn bọc mà lâu ngày là có thể sinh ra mạch lương. Ở Việt Nam chúng ta nói là mạch lương, giống như đó là những con vi trùng độc mà nó ăn luôn, giống như là con lương vậy đó, tức là rất là nguy hại. Và không khéo có những loại, đôi khi là những con vi trùng đó mà ăn luôn, đụng vô dây thần kinh hay đụng vô mạch máu thì phiền lắm, sinh ra những cái có những trường hợp là chết người đó, hoặc là giật méo miệng, méo mắt này kia, rồi cái chuyện đó có. Thì với kinh nghiệm chúng tôi thì tôi khuyên là quý vị cái việc đầu tiên là đi, nếu mà có bác sĩ gia đình thì hãy xin bác sĩ gia đình thuốc trụ sinh uống liền. Đó là điều thứ nhất. Đồng thời cùng lúc hoặc là gặp chúng tôi, gọi chúng tôi liền. Chúng tôi sẽ điều trị bằng cách là trong cái group của chúng tôi là có những bác sĩ sẽ thử máu hoặc là khám cho quý vị để mà chọn đúng loại trụ sinh cho quý vị uống, để mà cô lập cái bọn siêu vi khuẩn, vi trùng khủng khiếp đó. Nó còn nguy hiểm giống như là vi trùng cộng sản vậy đó, hay là vi trùng tham sân si, kinh hoàng lắm. Rồi tức là cho uống trụ sinh, đúng loại trụ sinh, nhưng mà tức là phải đúng loại, tại vì có những loại trụ sinh uống vào là sinh đẻ không được nữa, phải kiêng cử cả 5-7 năm đó, nguy hiểm lắm. Thành ra phải chọn đúng loại trụ sinh. Và đồng thời chúng tôi sẽ làm những phương pháp để cho làn da của quý vị có mụn bọc đó thở lại mạnh mẽ, bình thường hơn, và đồng thời rút những chất độc mà có thể rút ra liền để cho da dễ phân sần và để bớt khỏi bị vi trùng siêu vi khuẩn tấn công. Rồi chúng tôi sẽ cho xài những loại kem, loại thuốc mà đúng với bệnh trạng của quý vị. Và rồi cùng lúc chúng tôi sẽ tìm cách để mà giúp cho quý vị bớt thẹo cũng như là bớt thâm
bởi vì mụn và đồng thời giúp cho làn da của quý vị sớm bình phục nhanh chóng nhất. Với mà kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi bảo đảm điều đó. Và đặc biệt là trong lúc điều trị thì quý vị vẫn đi làm bình thường. Tức là những người ví dụ như là cần phải đánh make up để mà đi làm thì vẫn đánh make up bình thường, chứ không cần phải lo lắng này kia, là không gì phải lo lắng hết. Tại vì chúng tôi là những người chuyên môn trong nghề, chuyên trị những bệnh nặng nhất về da trên mấy chục năm, thành ra rành giỏi lắm. Mà nói thẳng ra là hầu hết những bậc thầy bác sĩ mà chuyên trị về da trên thế giới trong quá khứ, hầu hết là chúng tôi đã đến tận nơi để mà học hỏi từ những vị thầy đó. Thành ra rốt cuộc lại thì chúng tôi đã học được nhiều thầy, rồi chúng tôi gom góp lại để rồi chúng tôi phát minh ra những phương pháp tuyệt hảo, tuyệt vời. Đến nỗi mà tất cả những người thầy nổi tiếng trên thế giới, những bác sĩ chuyên trị về da nổi tiếng trên thế giới sau này gặp chúng tôi thì rất là quý mến và kính nể chúng tôi, và khen chúng tôi là những người ham học và hiếu học. Vâng, tại vì dân tị nạn mà, tị nạn cộng sản mà, dân nhà nghèo phải ham học, hiếu học chứ. Thành ra giỏi lắm, thành ra đồng bào đừng có lo. Những ai ước ao có làn da tươi sáng, khỏe mạnh thì hãy tìm ngay liên lạc cho được với y sư Thánh Giống chúng tôi, để mà chúng tôi sẽ giúp cho quý vị cũng như con em quý vị có được làn da tươi sáng, khỏe mạnh. Da nhăn, da sệ, da nám, da dầu, da khô, da dị ứng, da mụn bọc, da mụn mạch lương, vân vân và vân vân. Chúng tôi chuyên trị về những bệnh trạng đó. Một lần nữa, đồng bào hãy yên chí. Và nhớ, còn cái vị mà bị mụn mủ, mạch lương lâu ngày đó, thì ngoài cái việc mà điều trị liền và đúng thầy đúng thuốc, thì ở nhà ăn uống phải kiêng cữ. Tức là đừng có ăn dầu mỡ nhiều, tuyệt đối. Và cũng đừng có uống soda, nếu mà bỏ soda luôn thì càng tốt. Và đồng thời cũng đừng có nhậu nhạt nhiều, tránh cái đó. Và nếu bỏ thuốc lá được thì càng tốt, mà cần phải bỏ thuốc lá. Đồng thời phải ăn rau cỏ nhiều, rồi đồng thời tập thể dục cũng như là uống nước lọc cho nhiều. Vâng, và chúng tôi có những loại thuốc để giúp để lọc máu và cũng như để tẩy độc cho quý vị những trường hợp đó. Thì vâng, hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất là vui mừng để có dịp được phục vụ quý vị. Một lần nữa, sẵn đây y sư Thánh Giống chúng tôi, y sư Quang đó, thành thật cảm ơn tất cả những khách hàng cũng như là đã được điều trị bởi y sư Quang chúng tôi. Chúng tôi thành thật cảm ơn vô cùng đã cho chúng tôi có dịp phục vụ quý vị trên mấy chục năm nay. Và giờ đây sau một khoảng thời gian nghỉ làm lương y khoảng đâu được bao lâu rồi, cũng mới có đầu năm đến giờ mà, nhưng mà đâu nghỉ ngày nào đâu. Ngày nào cũng phải làm việc khác, phục vụ dân bào, thông báo những tin mừng vĩ đại đến cho đồng bào nhân loại. Còn mệt hơn làm nghề lương y nữa. Mệt quá. Nhưng mà bây giờ thì sức khỏe có thượng đế cho. Thành ra phải tiếp tục để làm việc. Vì thế, y sư, bây giờ mình dùng chữ y sư Thánh Giống luôn đi, khỏi y sư Quang gì đó, mất công cho mệt. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Và một lần nữa, những ai ước ao có làn da tươi sáng và khỏe mạnh, hãy liên lạc ngay với y sư Thánh Giống chúng tôi. Bảo đảm quý vị sẽ có làn da tươi sáng và khỏe mạnh. Và đương nhiên, kết quả tốt nhất, nhanh nhất và ít tốn kém nhất. Thành thật cảm ơn. Và sau đây một câu hỏi nữa là có một khách hàng hỏi là da tôi bị nám mà lõm chõm giống như những hạt tiêu,
Và tôi đã trị nhiều nơi rồi mà không hết. Thậm chí càng trị nó càng tệ hơn. Mà bây giờ thì tốn tiền nhiều quá, tốn hàng chục ngàn rồi. Mà trị cũng cả trên dưới 10 năm nay. Mà kết quả thì chẳng đi đến đâu. Xin ý sư cho tôi biết là phương pháp nào và lý do tại sao mà nám lõm chõm như những hạt tiêu. Vâng, kính thưa quý vị, nám mà nám hạt tiêu thì nguy hiểm lắm. Nám thì thay gì một về ví dụ bị nắng ăn hay là sức kem nằm bậy nằm bạ rồi bị nắng nó táp này kia rồi cái rồi, hay là đi tắm nắng này, là đi biển này kia rồi cái, hay là té rồi cái mặt cà xuống đường này kia rồi cái rồi nó sinh ra nám đi, mấy đó dễ trị lắm. Nhưng mà nám nhìn giống như hạt tiêu, cái đó là nguy hiểm. Tại vì nám từ bên trong ra. Và thậm chí những hạt tiêu đó đôi khi nó sinh ra những cái bệnh ung thư nữa. Cái những cái trường hợp đó thì nếu có dịp thì nên đi thử, đi test coi là có bị ung thư không. Và thông thường thì không có ung thư đâu. Thí dụ như 100 case thì có một case sẽ bị ung thư. Và nám hạt tiêu đó thì thường thường là cái rễ rất là sâu. Sâu tới lớp thứ mười mấy, da ở dưới rất là sâu. Và thường thường á, là trị loại nám đó là chúng ta phải, thứ nhất á, là phải kiên nhẫn. Thứ nhì nữa là phải tìm đúng thầy, đúng thuốc, có đủ kinh nghiệm. Chứ vội vã quá là vô ích, mà thậm chí có thể làm tệ hại thêm. Và nhiều người không biết, cứ đào xuống rồi nào là đốt bắn laser rồi lột da này kia rồi cái, rồi sức thuốc mạnh quá, rồi quá học chất nhiều quá này kia rồi các cái, nó làm cho cái vùng da chỗ đó nó bị đỏ, nó bị dị ứng, rồi nó bị ngứa ngái này kia rồi. Là tại vì những cái chỗ mà xung quanh chỗ nám hạt tiêu đó thì không bị bệnh trạng, không có bị nám, tức là da xung quanh đó thì tốt, nhưng mà những vết nám hạt tiêu thì nằm chính giữa. Rồi khi mà sức thuốc hay là đốt hay là lột da hay là bắn laser này kia rồi cái, thì thường thường nó ảnh hưởng nguyên cả cái vùng đó, mà làm đi làm lại nhiều lần quá, không có cho đủ thời gian để mà cho cái làn da nó hiu, nó mọc nó lên đó, thì dễ sinh ra bị dị ứng rồi bị bệnh trạng nặng thêm, nó tệ lẹ ra hết. Thì tôi khuyên là khi mà điều trị những căn bệnh đó là phải đến những nơi chuyên môn, có lương tâm và có kinh nghiệm. Chuyên môn có lương tâm và có kinh nghiệm nữa nha. Chứ chuyên môn không mà không lương tâm thì cũng đừng có đến. Mà chuyên môn mà không chưa có kinh nghiệm thì cũng đừng, phải cẩn trọng. Mình nói thẳng thôi. Thí dụ như chuyên môn mà chưa có kinh nghiệm nhiều mà lại có lương tâm thì đỡ được, tương đối là xài được là ok tốt. Chứ còn cái bọn mà xin lỗi, cái bọn dùng chữ mà lương y đó, lấy là lương, danh xưng là lương y nhưng mà thực sự là moi tiền bá tánh không, mấy cái bọn đó nguy hiểm lắm. Ví dụ là kinh nghiệm không có đó, mà lương tâm cũng không đó, thì thôi là nguy hiểm vô cùng đó. Thành ra tùy đồng bào quyết định. Thì tôi cho rằng là cái việc đầu tiên á, là quý vị hãy tự hỏi xem là ngày xưa mình có xài gì tầm bậy không. Thứ nhất. Thứ nhì nữa là hỏi coi là trong cái gen cha mẹ mình có bị những trường hợp nám như thế không đó. Rồi chúng ta đôi khi là phụ nữ là kinh nguyệt không đều đó, nó cũng sinh ra những cái thứ nám kinh hoàng đó. Hoặc là hỏi chúng ta coi chúng ta có ở ác quá không, hay là có ăn hiếp chồng lắm không. Ví dụ đại khái đàn bà ăn hiếp chồng hay ở ác quá cũng hay sinh ra những cái vết nám bằng nám hạt tiêu đó, cũng nguy hiểm lắm. Ở đây mình không phải nói là hầu hết những người mà bị nám hạt tiêu là ở ác hay là ăn hiếp chồng, thành giống như chúng tôi không nói vậy. Nói vậy gặp mấy bà ngoài bà chửi chết á, không có đâu. Tôi chỉ nói là có những trường hợp như thế, chứ không phải là hầu hết là như vậy nhau. Vâng. Nguy hiểm quá, đụng tới mấy bà mệt lắm à.
Rồi, và thưa đồng bào thương mến, thì bác gì đi nữa, tùy theo việc làm mình đó, nhiều khi việc làm của mình đó, va chạm với những cái metal sắt dụng hay là cái gì, hay là hàng thiết rồi assembly này kia rửa cái, hay là những cái loại mà mực này rửa cái, mình tiếp xúc với da mình hít thở này kia rửa cái, hoặc là làm nail ở chất acetone đó, hít vô da thở mà hít ra hít vô, trên mặt mình có mấy chục ngàn lỗ chân lông mà hít ra hít vô hoài đó, rồi sinh ra nó cũng có nhiều, có thể sinh ra những loại nám đó đó. Rồi đồng bào có biết là ví dụ như là móng chân móng tay, nhiều người móng chân tay bị fungus khi mà giũa nát ra đó, rồi trong bay trong không khí, cái da mình mấy chục ngàn lỗ chân lông hít thở thở thì nó hít vô luôn những cái chất độc fungus nó vô, ngày này qua ngày nọ, rồi có thể rồi vô phổi mình nữa, rồi có thể sinh ra những vết nám như thế, rồi sinh ra mụn nữa. Bởi vì quý vị làm nail cẩn trọng, phải tiết kè mình, để chịu khó để ý chút xíu. Chúng tôi có những cái cách để chỉ cho quý vị, nhất là những người làm nail được bà ngăn ngừa những trường hợp đó. Mình nói đến đây thì tôi thành thật thưa cùng đồng bào mình, tội nghiệp dân Việt Nam mình, nó thật siêng năng lắm. Tôi thấy mà, tôi bằng bạn bè đồng bào mình thấy mà, nghề nào cũng giỏi lắm, Việt Nam mình rất là giỏi, tôi phải đồng ý điều đó. Nhưng mà đồng bào nhớ việc này nè, đừng có cạnh tranh giá cả rồi giết với nhau. Rồi thí dụ như là giết giá với nhau đó. Thí dụ như là ngày xưa mà tức là cái giá mà về người, thí dụ làm một cái việc đó phải 50-100 đô khách hàng trả. Rồi người Việt Nam mình cạnh tranh với nhau, rồi riết kìa trả còn có 10-20 đồng. Không được, mình tự giết mình à. Đừng làm vậy. Rồi cũng như là đồng bào thấy đó, ở nghề nail ở nước Mỹ này đa số là người Việt Nam mình không à. Đồng bào có biết là phải lum khum tối ngày, rồi giũa móng chân người ta, giũa móng tay người ta. Đó. Cũng nhẹ nhàng, cực nhọc lắm, nhưng mà hít vào những chất độc vào phổi, vào người mình, vào da của mình cũng mệt lắm. Đồng bào có biết là người Việt Nam mình làm việc phục vụ cho người ta nhiều lắm không? Chúng ta hãy thương yêu cho nhau, quý mến cho nhau, đùm bọc với nhau, cũng như tất cả những ngành nghề với nhau. Chúng ta đừng có cạnh tranh và rồi hại nhau, đừng làm vậy. Rồi sẵn đây nói đây, Thánh Giống chúng tôi cũng nhắc nhở nữa là những người nào mà đã và đang làm gương xấu cho con em mình thì hãy chấm dứt đi, đừng có làm những việc mà tai tiếng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thí dụ như là cho vai cắt cổ, hay là găng tơ du đản, kêu bằng hăm dọa người này dọa người kia, hay là làm những việc làm bậy làm bạ, làm mắng tiếng cộng đồng, dẹp bỏ nó đi, hãy làm những việc tốt lành đi. Bởi vì người Việt Nam chúng ta không phải như vậy. Và thưa quý vị, tôi biết quý vị rất nhiều, những người nào mà thuộc thành phần mà bất chính, tôi biết nhiều lắm, nhưng mà tôi không nói thôi. Bởi vì không phải là cái chuyện mà tôi kêu bằng đụng chuyện là nói liền. Tôi biết đó, nhưng mà tôi không nói. Nhưng mà quý vị hãy sám hối đi. Tại vì quý vị không biết một ngày đẹp trời nào đó, cảnh sát và FBI tới còng quý vị, tức là những cái kẻ nào mà đang làm việc bất chính, thí dụ như là cho vai cắt cổ, hay là găng tơ hăm dọa lấy thế business, hay là bán drug này kia rồi các cái, hãy lo sám hối đi. Tại vì trước sau gì quý vị cũng sẽ bị trừng trị, tôi nói trước. Và cái điều mà tôi bực mình nhất là và không thể chấp nhận được là quý vị đừng có làm tai tiếng cho đồng bào Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta. Một con sâu mà làm hư cả một nồi canh, chuyện gì mà quý vị phải làm những việc bất chính như thế. Và tôi biết những thành phần đó so với những người đàng hoàng thì ít lắm chứ không có nhiều. Mình nói thẳng luôn, thành phần bất chính dân Việt Nam mình ở hải ngoại ít lắm, không nhiều đâu. Mình nói vậy để cho đồng bào địa phương biết luôn, chứ không mấy là họ chụp mũ, họ nói mình người Việt Nam mình thành phần bất hảo nhiều hơn thành phần đàng hoàng. Không có,
Việt Nam mình hải ngoại này đa số là đàng hoàng, thật đàng hoàng đó, làm việc siêng năng lắm. Thì cũng như dân Mỹ chúng ta vậy, đa số là dân Mỹ là đàng hoàng lắm, làm việc siêng năng lắm, chỉ có một thiểu số vờ quảng tầm bậy tầm bạ, rồi làm cho thế giới có một số quốc gia dân tộc trên thế giới hiểu lầm, tưởng là dân Mỹ chúng ta là những người hống hách. Không có, dân Mỹ thật sự đa số là những người làm việc đàng hoàng lắm, chỉ có một thiểu số hư hỏng rồi sinh ra làm cho thế giới hiểu lầm, rồi mới từ đó mới sinh ra cái bọn khủng bố. Mà nói cho cùng thì tất cả nhân loại có người tốt người xấu, ngay cả trong cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta cũng làm chuyện tầm bậy, thì bây giờ chúng ta chỉ có cách là làm sao mà ráng sống cho những gì mình cần thiết thôi. Đó, đừng có thích và muốn phiền lắm, làm nguy hại đến mình, nguy hại đến gia đình mình, nguy hại đến cả càn khôn. Hãy sống cho những gì cần thiết thôi, cần liền bây giờ nè, đừng nói cần rồi để đó là không được, cái đó không phải cần. Và thưa đồng bào thương vương mắt, cái việc nói đến đây là cái vụ mà nám hạt tiêu thì thôi. Tôi không biết là cái bệnh trạng của vị đó như thế nào, thì nói sơ qua, tại vì mình khám đây là mình đoán mò thôi, tôi chưa có thấy cái da. Thành ra nếu mà được tôi có dịp hân hạnh chữa trị cho quý vị, thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi trong những ngày sắp tới, là chúng tôi sẽ có một văn phòng mà sẽ có những người bạn người ta sẽ mở ra để cho chúng tôi có dịp làm việc trở lại, để mà hầu góp phần phục vụ cho đồng bào. Những ai có những làn da hư hại sẽ được thánh giống chúng tôi tích kê rất là tường tận và thành thật, mau được bình phục một cách nhanh chóng, tốt nhất, nhanh nhất và ít tốn tiền nhất. Vâng, thì hiện tại chúng tôi đang mở lời, cũng như là do sự yêu cầu của một số bằng hữu thân thương yêu cầu thánh giống chúng tôi làm nghề lương y trở lại, tức là trị da. Thì vâng, chúng tôi cũng đang chờ những bằng hữu đó hùng vốn lại để mở một cái văn phòng cho chúng tôi làm việc phục vụ cho đồng hương chúng ta. Và hy vọng ngày đó sẽ không xa. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thì những ai có những làn da nám, nhăn, mụn này kia rồi các cái, thì thánh giống chúng tôi có thể chuẩn bệnh qua điện thoại, rồi chúng tôi sẽ cho xài những loại kem, loại thuốc nào tốt nhất bây giờ để bắt đầu chữa trị đi. Rồi từ từ khi mà chúng tôi có phòng mạch trở lại thì chúng tôi sẽ tiếp xúc với quý vị thường xuyên hơn, và đồng thời làm những treatment đặc biệt để cho da của quý vị sớm phục hồi nhanh chóng. Và đương nhiên mỹ phẩm, y dược mỹ phẩm của chúng ta thì là trong một trong những loại tốt nhất trên thị trường thế giới. Mà một lần nữa thì giá cả thì đồng bào được mua giá wholesale, thành ra rất là nhẹ nhàng. Số điện thoại trên màn hình quý vị cứ gọi thánh giống vào ba ngày thì để mà tôi có thể chuẩn bị trên điện thoại, rồi tôi chỉ cho loại thuốc nào, loại kem nào xài. Một lần nữa thành thật cảm ơn thầy giáo quý báu cùng với toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Quên được chút xíu này, quên nữa, nhiều việc trong đầu. Những người mà bị mạch lương, bụng bọc bụng mũ, ngoài vấn đề chữa trị ra, mà những gì mà thánh giống chúng tôi vừa trình bày, thì quý vị có thể một cách nữa là có thể trị nhanh nữa, là nếu mà là phụ nữ mà những ai mà chưa sinh nở, thì nếu mà trị mụn mủ mạch lương mà lâu năm mà không hết, mà cà rề hoài đó, thì muốn cho nó nhanh đó, đây là một cái cách mà tôi đã từng khuyên cho khách hàng của tôi trong mấy chục năm qua.
tức là trị khó khăn quá, thì tôi còn một cách sau cùng mà của những bậc thầy truyền lại cho mình là make baby, có một đứa con, có bầu, có đứa con thì sinh nở rồi có bầu, máu huyết thay đổi hết. It work every time. Nhưng mà nhớ, cái đó là tôi chỉ khuyên thôi, mà tôi biết là chắc chắn là work. Nhưng mà sau này thí dụ mà có bầu rồi có con, rồi mặt thì đẹp hết mụn, nhưng mà make sure là đứa nhỏ là phải có cha nha. Chứ mấy là mấy là đi là lấy đòi 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 đổ thừa thánh giống chúng tôi khuyên rồi rốt cuộc lại là đổ thừa, bây giờ không, cha đâu cũng thấy phiền lắm. Tôi đã khuyên nhiều người làm như vậy thì làm đúng y chang, là làm xong mặt da mặt đẹp thật đẹp luôn. Rồi cười nó bây giờ nó, giờ có đứa nhỏ gì tôi bắt đời đông á, thấy cười họ giỡn thôi. Nó bây giờ cực quá nhưng mà cười vui vẻ. Tôi nói cực làm sao, có con là phải cực nhưng mà vui, có gì đâu mà cực, nhưng mà nó giỡn thôi. Tại vì nhiều người thế là ngoài 40 rồi nhưng mà trị mặt hư hoài không hết. Tôi nói sao, giờ còn cách sau cùng nè, nhanh nè, hỏi cách gì. Tôi mới hỏi làm sao bây giờ hai ông bà có sẵn sàng có thêm đứa baby nữa không. Hai vợ chồng nhìn nhau không biết tính làm sao nữa. Nhưng mà sau đó thì có bầu rồi, có con rồi, da mặt hồng hào đẹp, thay đổi máu huyết rồi, cái này quay trở lại cảm ơn mình. Thật sự tất cả họ đều trở lại cảm ơn mình hết á. Đó là một cách, mà cũng như cái mắm nám hạt tiêu cũng vậy nữa, đó là một trong những cách cũng là tốt đó. Vâng, một lần nữa thành trong chung cháu thành thật cảm ơn chúng tôi, thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đồng hương quý mến của chúng ta. Và kính thưa đồng bào quý mến, sau đây là phần nhắn nhủ thật là quan trọng mà chúng ta cần được biết. Đó là những người đang cầm quyền ở tại đất nước Việt chúng ta. Thưa quý vị, tôi biết quý vị, một số quý vị là gốc Trung Cộng cấy vào để mà làm việc mà hãm hại cũng như đồng hóa cũng như là chiếm đoạt dân tộc và đất nước chúng tôi. Và nhất là quý vị muốn hủy diệt dân tộc Việt Nam chúng tôi và hủy diệt đàn ông, chỉ giữ lại phụ nữ thôi, và đồng thời chiếm đoạt đất nước chúng tôi để làm bàn đạp, rồi sau đó sẽ cùng lúc là chiếm cả Á Châu, rồi thôn tính cả thế giới. Đó là cái mục tiêu và cái mục đích mà quý vị đã và đang làm hàng ngàn năm nay. Và thưa quý vị, tôi cho quý vị biết, việc làm của quý vị đã và đang làm cha trời thượng đế toàn năng tức giận. Thế rồi đến ngày hôm nay, Ngài đã hiện ra trên mây tất cả những phép lạ vĩ đại để cảnh cáo và cảnh báo cho quý vị lần sau cùng. Bởi vì quý vị đã giết hại hàng tỷ thai nhi, phụ nữ, từ cổ chí kim đến bây giờ. Để rồi hiện tại, ở tại đất nước của quý vị bây giờ, ở tại Trung Cộng, ở nước Tàu Cộng á, quý vị thiếu hàng 1/4 tỷ, tức là phải nói là khoảng mấy trăm triệu phụ nữ, đàn ông của quý vị nhiều hơn phụ nữ, đàn bà. Cái sự chênh lệch đó, cả mấy trăm triệu người ở tại đất nước Trung Cộng bây giờ thiếu hàng mấy trăm triệu phụ nữ, và trong vòng 40-50 năm tới quý vị sẽ thiếu 300-400 triệu phụ nữ. Đó là lý do tại sao quý vị làm bằng đủ mọi cách để chiếm đất và giết hại tất cả những người đàn ông của những nước khác,
để quý vị chiếm đoạt phụ nữ. Tôi cho quý vị biết một lần nữa, việc làm của quý vị đã và đang nghịch ý cha trời thượng đế toàn năng. Bởi vì quý vị đã và đang thi hành những việc làm của quỷ sa tăng và quỷ râu xanh, đến nỗi mà chúng hiện ra trên mây để mà cho quý vị so sánh. Và quý vị cũng cần được biết là tôi là người nhận được những sấm lệnh đặc biệt đó để cảnh báo và cảnh cáo cho quý vị. Ngõ hầu quý vị nhờ đó mà mau mắn sám hối để rồi quý vị sẽ được cứu, cũng như đất nước của quý vị sẽ được cứu. Tôi cho quý vị biết luôn, tôi chính đây là Minh Vương nước Việt và là vua nước Việt. Và tôi có trọng trách cứu dân và cứu đất nước tôi. Có nghĩa rằng là quý vị đang, đã và đang và sẽ đối diện với một nhà lãnh đạo oai hùng trên thế giới. Và tôi cho quý vị biết luôn, nếu quý vị bướng bỉnh không nghe lời tôi nhắc nhở trong tình thương yêu, là trao trả quyền tự quyết của dân tộc và đất nước chúng tôi gấp, thì trong những ngày tháng năm sắp tới, đất nước và dân tộc của quý vị sẽ bị nhẫn chìm xuống đáy biển. Hình ảnh phép lạ đã hiện ra trên mây. Nói đến đây thì tôi cần để hình ảnh đặc biệt đó cho quý vị xem xét mà học hỏi. Và đương nhiên đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng tôi, ông rồng bà phụng, ông rồng trắng, rồng oxygen, sư tử rồng bà phụng hoàng. Đó là đất nước chúng tôi, tổ tiên chúng tôi là những người lớn tuổi lắm, lớn hơn tổ tiên quý vị nhiều. Quý vị chỉ có lân thôi chứ quý vị làm gì có rồng. Và nếu mà quý vị có rồng thì chỉ có rồng đen, rồng đỏ, rồng gì đó không biết. Chứ còn rồng trắng như vậy quý vị làm chưa có. Và nếu quý vị nghe lời tôi hướng dẫn thì trong tương lai tổ tiên quý vị và quý vị có thể biến thành rồng trắng cũng như chúng tôi, cũng như ông bà tổ tiên chúng tôi. Chứ hiện tại là quý vị Tàu Cộng và Việt Cộng cũng như là Trung Cộng, quý vị chỉ có lân thôi à. Quý vị là những con múa rối thôi, hoặc là những con rồng ác quỷ, chứ quý vị không phải là rồng oxygen. Bây giờ tôi cho quý vị coi rồng quỷ sa tăng của quý vị đang tiêu diệt quý vị và quỷ sa tăng, để cho quý vị có thể tỉnh thức phần nào. Vâng, sau đây thì quý vị Tàu Cộng, Việt Cộng và Trung Cộng cũng như là Nga Xô, hay là bất cứ những quốc gia nào đã và đang khinh thường dân tộc và đất nước chúng tôi, cũng như đã và đang hành hạ và cấu xé dân tộc, đất nước chúng tôi bấy lâu nay. Đây là một sự cảnh báo để cho quý vị có thể học để mà suy gẫm. Và tôi nói đây là nói bằng tình thương yêu, bởi vì tôi thương quý vị, tôi được sự vụ lệnh của Thượng Đế Toàn Năng giáng lâm trở lại quả địa cầu một lần nữa để nhắc nhở cho quý vị lần sau cùng, ngõ hầu quý vị có thể được cứu rỗi. Và tôi cho quý vị biết hình ảnh này hiện ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Rồi 10 ngày sau đó thì động đất tsunami xảy ra tại Sendai. Và đó chỉ là giao khởi thôi. Nhưng mà cái trận này nè sẽ kinh hoàng gấp triệu lần trận Sendai. Tôi cho quý vị biết luôn, cái trận này sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Ở tại những đất nước và dân tộc nào không thật sự sám hối thì sẽ gặp
tai nạn này, quỷ Satan nó sẽ bắt, cũng như nó nhận chìm dân tộc và đất nước đó xuống lòng đất và xuống đáy biển. Thì trong hình ảnh này quý vị thấy, đương nhiên cái này tôi làm hình màu đậm hơn để cho quý vị biết, có thể nhận xét chi tiết rõ ràng hơn. Nhưng mà một lần nữa tôi cho quý vị coi hình gốc như thế nào. Và đây là hình gốc để cho quý vị so sánh. Và đương nhiên cái phần chương trình ngày hôm nay thì Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, đồng thời những tay cộng sản nằm vùng ở tại On Cao Ti, cũng như những tay cộng sản Tàu Cộng, Trung Cộng nằm vùng ở tại On Cao Ti, quý vị có bổn phận gấp rút thông báo cho những nhà lãnh đạo Trung Cộng, Tàu Cộng biết gấp. Xi Jinping cái gì quý vị đã cần phải biết gấp về những trường hợp này. Cũng như quý vị Việt Cộng nằm vùng đó, thông báo cho Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị ở tại đất nước biết gấp. Và nếu quý vị chậm trễ, quý vị sẽ bị thần chết ở cõi siêu nhiên, sẽ cướp mất linh hồn của quý vị trong những ngày sắp tới. Nhớ những gì tôi nhắc nhở, đây là thiên điển của Thượng Đế bảo tôi nói, bởi vì thời giờ của quý vị hết rồi. Và đây là hình gốc. Và hình ảnh này đã được đăng trên một tờ báo đã từng khinh bỉ Thiên Chúa Giêsu, cũng như tờ báo này đã từng khinh bỉ việc làm của chúng tôi, việc làm thánh giống. Nhưng mà sau này thì một số người trong ban biên tập, phải nói hầu hết những người trong ban biên tập đã sám hối và đã nhận lỗi, và tôi yêu cầu đăng những hình ảnh này. Và những người đó đã chứng giám, cũng như đồng bào đã chứng giám những hình ảnh này đã hiện ra ngày đầu năm. Tuy nhiên, vì sự xúc phạm của những người đó, của tờ báo đó, chủ tờ báo đó, tức là đã làm việc, tức là làm việc cho bọn Việt Giang, bọn Tàu Cộng và bọn Việt Cộng, thành ra họ đã bị cha trời Thượng Đế Toàn Năng trừng phạt. Giờ đây tờ báo của họ đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Và một số người trong chủ chốt trong những việc làm ác độc đó, khinh khi Thiên Chúa Giêsu, nhục mạ việc làm thánh giống, giờ đây họ đã bị trừng trị, bởi vì họ đã cố chấp kiêu ngạo. Một số họ, những người đó chưa thật sự sám hối, thành ra họ đã bị trừng trị. Giờ đây họ đã gặp những đại nạn vô cùng khủng khiếp. Và đây, cái hình gốc đây. Còn hình bên đây là cái hình tôi làm màu đậm hơn. Còn đây là hình mặt tôi làm lớn hơn. Đây, Tàu Cộng, Trung Cộng, Nga Xô, Bắc Hàn đã bị bọn quỷ Satan nuốt linh hồn rồi. Vâng, thì tôi làm việc là nó có sách là mắt có chứng đó. Và tôi cũng cho quý vị biết là hình ảnh của quỷ Satan, quỷ mãng xà, thiên thần Lucifer hiện ra trên mây. Chúng đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng và chúng xa xuống quả địa cầu hằng hà sa số, và chúng đã biến thành quỷ Satan, và chúng đang ở khắp quả địa cầu để tìm cách bắt linh hồn những ai yếu đuối, tức là những người nào mà không sám hối và mau mau cậy trông vào Thiên Chúa Giêsu gấp, thì những người đó chắc chắn đã và đang và sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ. Đồng bà thấy hình ảnh này rất là khủng khiếp và kinh hoàng. Hãy nhìn kỹ đi. Dứt chắc đây là hình con rắn. Mà xuống quả địa cầu rồi là thành quỷ Satan. Chúng nó đang đứng sau lưng tôi. Thì có nghĩa rằng là chúng nó đang ở đằng sau lưng quý vị, nhân loại. Tất cả đang bị chúng nó rình rập và tìm cách để bắt giữ linh hồn của chúng ta. Vì thế chúng ta hãy sốt sắng sám hối và cậy trông vào Thiên Chúa Giêsu ngay tức khắc kể từ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tôi cho quý vị biết luôn. Quý vị phải thông báo cho nhà lãnh đạo Trung Cộng, Tàu Cộng, cũng như thông báo cho nhà lãnh đạo Cộng sản ở Việt Nam gấp. Đứa nào mà chậm trễ là chết.
ta nói trước cho các ngươi, tại vì ta thương các ngươi chứ ta không ghét gì các ngươi đó. Để sau này các ngươi khỏi trách móc tại sao Thánh Gióng không có cho quý vị biết. Thánh Gióng đã nói nhiều lần rồi, mà Thánh Gióng sẽ tiếp tục nói. Cho đến khi nào Thánh Gióng mệt quá rồi, Thánh Gióng không còn sức thì nói về phần này nữa thì thôi. Nhưng mà bây giờ còn nói được thì nói. Và đây chúng ta thấy gì đây? Chúng ta thấy hình ảnh rất rõ ràng. Đây không phải là chuyện đùa, đây không ai rảnh mà đùa mấy chuyện này. Vâng, thưa quý vị và thưa đồng bào quý mến, hình ảnh này nè là nói về vùng Đông Nam Á, Đông Nam và Bắc Á, tức là miền Đông Bắc Nam Á Châu và Nam Á Châu. Ở đây có Nga Sô, đây là thấy đang cái đầu quỷ nè, cái này là rồng đen, rồng này là rồng quỷ nè, hồi đầu rồng quỷ đó. Mặt quỷ chứ không phải rồng đâu, này là mặt quỷ nè, hai mắt nè, cái đầu nè. Đây ở đây là Nga Sô, vùng đất Nga Sô này nè. Đây là vùng đất Tàu Cộng, Trung Cộng á. Thấy con mắt con quỷ không? Mặt đó nè, mắt mũi miệng nè. Đây là Bắc Hàn, đây dưới này Nam Hàn, bên đây là Nhật Bản, đây là Phi Malaysia, bên đây là India rồi Burma, Lào, Cambodia, Thái Lan rồi Việt Nam chúng ta ở dưới này. Cái vùng này hầu hết sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển khi mà cơ tận thế xảy ra. Và cách duy nhất để tránh tình trạng này là nhân loại ở vùng này phải sám hối gấp. Và lời cảnh báo này đã nhắc nhở cho tất cả các quốc gia trên thế giới luôn. Những đất nước và dân tộc nào, những đất nước và dân tộc nào không thực sự sám hối thì sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển, cũng như trường hợp hình ảnh này hiện ra trên mây. Và đặc biệt ở vùng này á, khi mà nói thẳng ra đó, nếu mà không sám hối kịp lúc đó, thì chuyện gì sẽ ra trong những ngày tháng năm sắp tới đó. Khi mà tai biến sẽ bắt đầu xảy ra đó, là người dân sẽ nổi dậy và sẽ tiêu diệt tất cả những nhà lãnh đạo ở vùng này, tức là những người cộng sản cầm đầu hay là cái đám mà giàu có tham nhũng hối lộ hống hách đồ đó, công an công yến này các cái này kia rồi là bị người dân sẽ nổi dậy giết hết. Nhưng mà cái đó là một cái phải nói là vô cùng đau buồn, bởi vì nếu họ sám hối không kịp lúc, bởi vì sau khi họ chết rồi họ sẽ bị nhốt chung với quỷ săn, bởi vì nó sẵn sàng nuốt mà, tức là sám hối không kịp vẫn tiếp tục làm việc ác độc, thì đúng một cái khi sự việc xảy ra, những người đó sẽ bị giết, rồi sau đó linh hồn sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan. Nói riêng ở tại đất nước Việt, cũng như tôi, trong những ngày tháng tới tôi sẽ can ngăn, và tôi cũng can ngăn tất cả những người dân hãy ráng dằn cơn giận mình xuống, đừng có giết chóc ai hết á. Thì tôi đã và đang và sẽ can ngăn, nhưng mà sẽ có một số sẽ bị giết là bởi vì cái sự uất ức của người dân đó, họ cầm không được, họ dặn không được. Có một số người họ dặn được, họ sẽ tiêu diệt, họ giết những người cầm đầu cộng sản hay là những người mà công an hung dữ ác độc, hay là những bọn mà giàu có mà hung dữ mà hống hách này kia rồi các cái là sẽ bị người dân giết. Vâng, thưa đồng bào thân mến, là cái hình ảnh cảnh báo này còn nói cho cảnh báo cho tất cả nhân loại trên thế giới, tất cả các quốc gia trên thế giới, chứ không riêng gì một đất nước, một giống dân nào. Có nghĩa rằng là cảnh báo tất cả các nơi trên thế giới, từ Vatican cho đến Mỹ, cho đến Pháp, đến Úc Châu, đến Á Châu, đến Phi Châu, rồi đến Nam Mỹ, rồi đến vân vân. Tức là cái hình ảnh này là cảnh báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới, và đương nhiên cảnh cáo cho tất cả mỗi người chúng ta. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, khi mà Thánh Gióng mệt mà nói chuyện trầm,
Mà đôi khi mệt quá cũng nói chuyện giọng giọng máy chút xíu cho đỡ mệt đó mà. Nhưng mà thưa đồng bào quý mến, thì thanh dông chúng tôi liên lỉ làm việc bởi vì lệnh của Thượng Đế đó. Thành ra chúng tôi ước ao đồng bào Việt Nam chúng ta đồng hành với chúng tôi gấp để chúng ta phân chia công việc ra cho công việc nó thành công mỹ mãn. Bởi vì tất cả nhân loại cần được sự hướng dẫn của chúng ta. Tôi nhắc nhở một lần nữa, hỡi đồng bào dân tộc Việt Nam rất là quý mến của chúng ta, thành dòng chúng tôi kêu gọi thành khẩn toàn thể đồng bào hãy mau mắn tỏ thiện chí, sám hối, rồi quyết định gấp rút đồng hành cùng chúng tôi làm việc, thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết. Ngõ hầu nhờ đó mà nhân loại nhiều người được cứu rỗi. Vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển vào thời thánh đức. Đó là lý do tại sao những phép lạ vĩ đại này đã hiện ra trên mây. Thì kính thưa đồng bào, thánh dông chúng tôi đã liên lỉ làm việc, đồng bào biết rồi. Chúng tôi đã làm thế cho đồng bào nhiều lắm. Thì với tư cách là minh vương nước Việt, vua nước Việt đó, mà vua này là vua phục vụ cho người khác chứ không phải chờ người khác phục vụ cho mình. Vua thế gian là chờ người khác phục vụ cho mình. Thí dụ như mấy cái đứa mà đạo đức giả thì nó lường gạt người ta, mặc áo nhà tu vô rồi nó lường gạt người ta, nó chờ người ta phục vụ cho nó. Thì cái bọn này trước sau gì cũng sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan nếu mà chúng nó sám hối không kịp lúc. Thì cũng như tất cả những kẻ giàu có hung dữ ác độc cũng đều sẽ bị trừng phạt như thế. Còn tôi thì chúng tôi là vua phục vụ mà nhận lệnh của Thượng Đế đến để phục vụ. Thành ra chúng tôi cực nhọc lắm, chúng tôi không có chờ người khác cung phụng cho mình gì đó. Chúng tôi chỉ nhắc nhở đồng bào là làm bổn phận của mình, tức là làm việc phục vụ như tôi đang làm nè. Để làm chi? Để quý vị sau này sẽ hãnh diện lắm. Và rồi quý vị sẽ vui mừng, vui lòng, ấm áp, cảm thấy hạnh phúc lắm khi mà quý vị biết được quý vị có thể cứu được nhiều người nhờ những phép lạ này, cảnh báo họ, dùng những phép lạ này cảnh báo họ, để rồi nhiều người sẽ được cứu rỗi. Đồng bào quý vị có biết là niềm vui đó đồng tiền mua không được, chức phận mua không được đâu. Bởi vì niềm vui đó nằm trong lòng của chúng ta, sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi đời đời kiếp kiếp. Và chúng ta được Thượng Đế chứng giám là của chúng ta, không bao giờ bị mất. Và quý vị có biết là khi mà chúng ta giúp một người khác sám hối, linh hồn họ được cứu rỗi, thì cả vũ trụ này vui mừng, chứ không phải chỉ có một mình vui mừng, hay là người đó vui mừng, hay là một gia đình người đó vui mừng. Mà khi một linh hồn được cứu thì cả vũ trụ vui mừng. Vâng, thưa đồng bào thân mến. Vâng, thưa quý vị, để đúc kết phần này thì tôi một lần nữa thành khẩn, trang trọng và vô cùng quý mến và thương yêu quý vị. Nhắc nhở cho quý vị được biết là những người Cộng sản ở Việt Nam hãy mau mắn thông báo publicly liên lạc với tôi để trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi cùng đồng bào đảm đang việc nước. Gấp, không được phép chậm trễ nữa. Và phần nhắn nhủ cho những người tạo cộng, trung cộng, các người phải tuân hành những gì mà tôi vừa cảnh báo cho quý vị trong tình thương yêu. Ở đây chúng tôi không có nói chuyện hận thù ở đây, bởi vì chúng tôi làm việc theo ý của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Phụ cứu giúp quý vị
để quý vị khỏi bị bọn quỷ sa tăng này nuốt chửng gia đình và con cái cháu chắt quý vị. Nhiều đời, nhiều kiếp vô cùng kinh hoàng và khủng khiếp, khốc liệt, ghê rợn, đau khổ. Lời nhắn nhủ này cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam và cho tất cả những thằng công an hống hách, cũng như cho tất cả những kẻ giàu có hung dữ ác độc, và cũng như cho tất cả những đứa Tàu Cộng và Trung Cộng hống hách, hung dữ ác độc, và cũng như cho tất cả đồng bào nhân loại, những ai đã và đang hung dữ ác độc và hống hách, hãy mau mau sám hối gấp, kẻo sẽ bị quỷ sa tăng nuốt chửng vô cùng khủng khiếp, sầu muộn, đau khổ, khốc liệt, kinh hoàng, dơ dái, bẩn thỉu, ghê rợn, nhiều ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Một lần nữa, Thánh Gióng chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào, nhân loại chúng ta nói chung và đặc biệt ưu ái cho dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng. Hãy mau mắn đồng hành cùng Thánh Gióng chúng tôi để làm việc. Chúng ta cần có ngân sách để làm việc. Chúng ta còn cần có nhân lực, tâm lực, tài lực, trí lực, dũng lực, bi lực và ngân sách để làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Thánh Gióng chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt, nhân loại quý mến của chúng ta. Và Thánh Gióng chúng tôi hẹn tái ngộ. Từ sáng giờ làm việc, bây giờ là gần 10 giờ tối rồi. Bây giờ phải đi rước một cậu con trai, trẻ Úc, tên là David Trần Hưng Đạo. Mặt cháu này thì mặt nó y chang ông Thánh Trần Hưng Đạo, bởi vì cha trời thượng đế thượng năng cho đặt tên đó. Và cháu trai Úc này có sự liên hệ chặt chẽ với Đức Thánh Trần Hưng Đạo, bởi vì khuôn mặt giống y chang luôn. Vâng, xin chào chị. Thánh Gióng xin phép được nghỉ ngơi. Thành thật cảm ơn. Đồng bào hãy chọn lựa. Đồng bào nhân loại hãy chọn lựa. Thiên Chúa Giêsu và hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ sẵn sàng thương yêu và cứu giúp chúng ta, nhất là Thiên Chúa Giêsu, hoặc là quý vị sẽ bị quỷ sa tăng nuốt chửng. Một là được Thiên Chúa Giêsu cứu rỗi, hai là sẽ bị quỷ sa tăng nuốt chửng linh hồn, thể xác, tâm khảm sẽ bị nhốt chung với chúng, và linh hồn cũng như thể xác quý vị sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, vô cùng khủng khiếp, kinh hoàng, khốc liệt, đau khổ và ghê rợn. Một lần nữa, Thánh Gióng chúng tôi nhắc nhở cho tất cả đồng bào nhân loại được biết, và tất cả đồng bào nhân loại cần phải thông báo với nhau về những sự việc này. This is the last warning from God. Either you be with the Holy God Jesus Christ to be saved and to live forever happiness, or Satan will get you and your soul, your family will be burned in hell for many thousand years, hot, many thousand degrees, and very, very bad, terrible. No one want to be with Satan. So please, be with Jesus and be happy, or Satan will get you. So please, be with Jesus, the Holy God, Jesus Christ, always love you. All you need to do is asking Him to come to your life, leading you from now on and forever, then you will be fine. Remember, repent your sin, asking the Holy God, Jesus Christ, to lead your life from now on and forever. Thank you, my dear brother and sister around the world.
Thank you. Làm ơn dùm, đóng trọn vai trò ký giả, nhân sĩ trí thức cái gì đó, you know, khả năng của mình hay là bất cứ một cái ngành nghề cái gì mà giỏi giang của mình, mỗi người nào cũng có một cái khác đặc biệt hết, bất cứ ngành nghề nào cũng đều giá trị như nhau hết đó. Hãy đóng góp công sức của mình, chu toàn bổn phận việc làm của mình đối với việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta, cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đang lãnh đạo và phù trợ cũng như bổ sức và bảo vệ chúng ta làm việc. Một lần nữa thanh giống chung cháu thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Địa chỉ trên màn hình, hãy làm bổn phận của mình. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, đồng bào biết là phía bên đây là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và phía bên đây là hình ảnh ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta hiện ra với vóc dáng ông Rồng bà Phụng, hiện ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2010, ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta, ông Rồng bà Phụng. Và đây là hình ảnh, còn đây là hình ảnh sư tử nhà Chúa, The Lion of Judah, hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2010, đúng một năm sau khi khuôn mặt Thiên Chúa xuất hiện ra. Và thưa đồng bào quý mến, còn đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2010. Rất rõ ràng. Và nhiều phép lạ.